Hoa Sen Gold, anh chọn khó sai. Hoa Sen Gold chất lượng vàng. Bé ơi, mơ gì thế em? Mơ gì đâu? Mà sao đôi mắt em tươi cười long lanh? Bước sau mai nhà chúng ta bên vui em ấm với nhau chân tình lâu dài. Hoa Sen Gold, anh chọn khó sai. Gì đó hả? Bảo anh cam kết đến 30 năm nha. Wow. Lớp sơn thâm màu khó phai, bao nhiêu đời mãi chở che. Hoa Sen Gold tiêu chuẩn Mỹ bảo hành 30 năm. Bé ơi, ông chọn quá khôn. Lớp vàng nguyên chất là Hoa Sen Gold. Hoa Sen Gold chất lượng vàng. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước ngoặt cuộc đời trên sóng truyền hình An Viên. Thưa quý vị, mỗi chương trình chúng ta sẽ được gặp gỡ với những nhân vật để lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời của mình, để xem là họ đã giác ngộ đạo Phật và đạo Phật đã mang lại cho họ những thay đổi thế nào đến với cuộc sống của mỗi người. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là một nữ doanh nhân. Chị từng được cả bạn bè trong giới gọi bằng cái tên là Nữ Hoàng, từng là hiện tượng của giới doanh nhân Hải Phòng. Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị đã quyết định xuống tóc. Xin được giới thiệu doanh nhân Lê Huyền. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bước ngoặt cuộc đời. A Di Đà Phật ạ. Để mà đạt được những cái thành công, mình thường là phải hy sinh cả giấc ngủ và bữa ăn. Ngủ sẽ phải muộn hơn và thức dậy sẽ phải sớm hơn và phải đọc nhiều sách hơn và làm nhiều việc hơn. Cái tâm nguyện của mình là thực sự muốn mang tất cả những cái sự thành công này của mình chia sẻ với mọi người. Cách tốt nhất đó là chỉ có buông bỏ. Cái cách mình nhìn mọi người yêu thương hơn, giữ được thanh quy và giới luật, đấy là chính yếu. Và thứ yếu đó là phấn đấu phát triển kinh doanh thật tốt, thật bền vững để cùng chia sẻ, cùng lan tỏa và mang được thật nhiều tài bảo đến với lại cộng đồng. Khi giới thiệu là một doanh nhân nổi tiếng, chắc hẳn nhiều quý vị khán giả trước đó sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của một người phụ nữ với những trang phục, với những hình ảnh có thể là mang tính là quyền lực một chút. Nhưng mà khi doanh nhân Lê Huyền xuất hiện với hình ảnh, với diện mạo này, chắc hẳn nhiều quý vị khán giả sẽ không khỏi bất ngờ. Hãy chia sẻ một chút để khán giả hiểu hơn về hình ảnh và diện mạo của doanh nhân Lê Huyền bây giờ. Với hình ảnh và diện mạo hiện giờ của tôi rất là mãn nguyện, rất là tự hào và cảm thấy thực sự rất là hạnh phúc. A Di Đà Phật ạ. Cô đã quyết định xuống tóc từ thời điểm nào vậy ạ? Bản thân tôi đã quyết định xuống tóc cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên rằng là trải qua một quá trình rất là dài thử thách thì mới được thầy tổ đồng ý ạ. Và hiện giờ thì tôi đã được thế pháp xuống tóc được gần 2 năm rồi và tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vâng, và để có được một dấu mốc đáng nhớ như vậy, chắc hẳn cô cũng phải trải qua một quãng thời gian có thể coi là thăng trầm. Vậy nhìn lại cả một hành trình đó của mình để lựa chọn ra một dấu mốc có thể coi là đáng nhớ nhất, cho thấy nhiều sự thay đổi nhất, thì cô sẽ nhắc tới điều gì? Trong quá trình thành lập doanh nghiệp từ đôi bàn tay trắng, thì thực tế thì để mà đưa doanh nghiệp từ một con số 0 lên trở thành một doanh nghiệp đứng đầu về khai thác và chế tác đá xuất khẩu dòng marble thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn nhất định và những cái bước thăng trầm. Và một trong những cái thăng trầm lớn nhất trong cái công việc, có thể coi là một trong những bước ngoặt quyết định của cuộc đời doanh nhân của mình, đó là khi mà mình đầu tư cái nhà máy đó là cái hệ thống bằng dây cắt kim cương hiện đại nhất thế giới, là công nghệ của Ý và do các chuyên gia Đài Loan trực tiếp phụ trách. Và cái khó khăn nhất đó là khi mà mình xây dựng cái nhà máy đó thì cái công nghệ đó là người Việt Nam mình chưa có biết ạ. Và các cái chuyên gia xây dựng kỹ thuật ở Việt Nam là chưa có hiểu. Và cái cốt nền móng đó thì cái nhà máy hiện giờ là đang nằm ở bờ sông với một cái vị thế rất là đẹp, rất là thuận tiện, lại gần cảng. Tuy nhiên rằng là để xây dựng được cái nền móng đó thì lại rất là vất vả, và cứ đào lên và lại gia cố móng
đến 3-4 lần, gần một năm trời như vậy, cứ tháo cả một bộ máy lớn như vậy ra. Để cái bộ máy cắt găng so đó là 120 lưỡi, cắt ra 120 tấm đá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và thì rất là khó khăn. Tuy nhiên rằng là trải qua rất là nhiều sự kiên trì, cố gắng, nỗ lực và nhẫn nại giúp đỡ của các vị chuyên gia nước ngoài, thì cuối cùng thì mình cũng đã đưa được nhà máy vào hoạt động, và nhà máy đã đưa được những tấm đá đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế ra khỏi duyên hải Việt Nam. Và đây là một trong những cái nỗ lực và rất lớn của bản thân cũng như những người cộng tác cùng với mình trong nhà máy đó và các cán bộ công nhân viên. Chắc hẳn là với một người phụ nữ để có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì việc mà phải hy sinh nhiều thứ cho cuộc sống của mình, cả thời gian này, cả đối mặt với nhiều những khó khăn. Điều đó có xảy đến với doanh nhân Lê Huyền không? Dạ có ạ, cũng như bao nhiêu người doanh nhân khác, cũng như là nam giới hay là nữ giới, khi mà chúng ta bước chân trên con đường thương trường thì thường là có một cái câu ví rất là hay, đó là thương trường là chiến trường đó ạ. Vâng, thì chúng ta phải rất là nỗ lực, rất là cố gắng và phải hy sinh rất là nhiều đó, về thời gian đó, để chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Vâng, thì gần như là rất là ít ạ. Vâng, vì thế mà để mà làm được một người thành công trong lĩnh vực kinh doanh thì quả thật là bản thân cũng phải hy sinh rất là nhiều, những điều đó mình cảm thấy là rất đáng. Vâng. Đáng để được hy sinh ạ. Những điều được biết là doanh nhân Lê Huyền trước khi đến với thành công, cô cũng phải bươn trải với rất là nhiều nghề. Cụ thể đó là những trải nghiệm gì vậy? Dạ, thực ra thì mình là một người kinh doanh được cho là năng động. Vâng, cứ cái gì mà làm ra tiền, mà hợp pháp, mà phù hợp với mình và là có xã hội có nhu cầu đó thì mình đều làm. Ví dụ như là một trong những người đầu tiên đưa cái đồ uống trà sữa trân châu vào Việt Nam. Đó, khi đó thì Đinh Thi chưa có vào Việt Nam đâu ạ. Vâng. Đó, khi mà mình quen những người bạn Đài Loan và họ có thể trở thành tỷ phú từ những cốc trà sữa rất đơn giản, thì mình nghĩ là tại sao Việt Nam mình không làm, và mình cũng đã thử đó rất là nhiều những cái công việc như vậy đó, thì mình đều làm. Rồi là khi mà mình làm về thương mại, đầu tiên là thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2004 là mình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nữ Hoàng. Tại sao lại đặt là thương mại, là vì là mình muốn làm về thương mại dịch vụ và mình làm về các cái xuất khẩu như là mây che đan đó, thì mỹ nghệ đó, đồ của Hà Tây là xuất khẩu đi Đài Loan rất là nhiều. Vì thế mà mình thấy là để mà một người thợ thủ công đó, họ cũng phải rất kiên trì để đan được những cái sản phẩm thủ công để xuất khẩu, đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu như vậy. Thì đấy là một trong những trải nghiệm và những cái công việc và những cái nghề mình đã từng làm trong cái quá trình làm doanh nghiệp của mình ạ. Quá trình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp cho đến bây giờ tính ra là bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng sắp xỉ khoảng 18 năm ạ. Ồ, dạ. 18 năm. Dạ. Một người phụ nữ phải bươn trải nhiều nghề và gặt hái được những thành công như vậy. Như cô chia sẻ là sẽ phải hy sinh phần lớn thời gian của mình này. Dạ. Rồi có phải hy sinh cả những niềm vui, những thú vui riêng không? Thực ra thì có ạ. Vâng, chắc chắn ạ. Vâng. Bởi vì là để mà đạt được những cái thành công thì mình thường là phải là người ngủ, hy sinh cả giấc ngủ và bữa ăn đấy ạ. Ngủ sẽ phải muộn hơn và thức dậy sẽ phải sớm hơn. Vâng, và phải đọc nhiều sách hơn và làm nhiều việc hơn. Thậm chí là có thể ví là nhiều khi là không chạm được vào thời gian đấy ạ. Vâng, vâng. Tức là phải rất là dành nhiều thời gian tập trung cho cái công việc kinh doanh của mình ạ. Khởi nghiệp rất sớm từ con số 0, doanh nhân Lê Huyền là một trong số ít những nữ doanh nhân làm nên thương hiệu về đá của Việt Nam và góp phần đưa ngành gia công chế tác các sản phẩm về đá xuất khẩu vươn tầm quốc tế. Nhà máy được xây dựng trên một khu đất rộng, đầu tư dàn máy cắt đá được đánh giá là hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay với công nghệ cắt 120 tấm trên một lần cắt. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc. Qua gần 20 năm kinh doanh, Lê Huyền đã trở thành một doanh nhân có trong tay khối tài sản hàng triệu đô la. Tuy nhiên, vào lúc rực rỡ nhất của đỉnh cao sự nghiệp, bất ngờ doanh nhân Lê Huyền quyết định thế phát và để lại toàn bộ sự nghiệp cho người em trai của mình. Với nữ doanh nhân Lê Huyền thì đây là một ước mơ ấp ủ từ rất lâu và là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Được biết là cái tên Huyền Nữ Hoàng lại được mọi người biết đến nhiều hơn, cũng như là dành sự trân trọng khi mà năm 2008, doanh nhân Lê Huyền đã tặng huyện Thủy Nguyên một cụm đèn giao thông tại ngã tư Thủy Sơn trục đường 10. Cụ thể là như thế nào vậy? Khi mà năm 2004 thì mình có về khảo sát đầu tư tại Thủy Nguyên và có mua được đấu giá một mảnh đất, là một rất là tự hào là cái mảnh đất đó ở thuộc cái ngã tư đó lại là mảnh đất đầu tiên về đấu giá quyền sử dụng đất của đất nước Việt Nam mình được áp dụng. Vâng, thì khi mà mình công việc ở đó đi qua đi lại nhiều thì quan sát trên tuyến đường đó, cái trục đường 10 đó là cái trục đường chính cái thời điểm đó và cũng như bây giờ thì vẫn là trục đường chính liên tỉnh giữa Quảng Ninh rồi Hải Phòng và Thái Bình. Thì cái lưu lượng giao thông ở trên đó rất là nhiều, những cái xe tải, xe khách đó. Thì ở cạnh đó thì có rất là nhiều trường học và giờ tan tầm thì mình có quan sát đấy. Khi mà mình làm việc ở công ty mình có quan sát là giờ tan tầm là rất là nguy hiểm đó. Có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Thì mình có đi làm và đi họp thì có gặp mà lãnh đạo Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên thời đó và có chia sẻ rằng là cái này chúng ta nên lắp một cụm đèn, nhà nước nên lắp một cụm đèn để đảm bảo cái an toàn giao thông cho người dân và những người tham gia giao thông trong khu vực đó. Tuy nhiên là lãnh đạo huyện Thủy Nguyên thì có chia sẻ rằng là cái việc này là nó là chính sách chung của thành phố và một cụm đèn thì cũng rất là khá đắt, thì chưa có điều kiện. Thế thì mình có đề xuất, sau khi về trăn trở suy nghĩ thì mình có đề xuất là cái khoản tiền này mình có thể mua được một cái ô tô hoặc một mảnh đất ở thời điểm đó đấy. Vâng. Nhưng mà để mà đảm bảo cái an toàn cho mọi người thì không muốn nhìn cái cảnh là trẻ con đi học đó mà rất là nguy hiểm như vậy. Và đặc biệt là những em bé vừa mới tan học ra. Cái cảm giác mà họ muốn về nhà mà lại không được về nhà nếu xảy ra tai nạn, thì mình đã đề xuất là đề nghị Ủy ban thành phố, Ủy ban dân huyện là cho phép doanh nghiệp được tặng một cụm đèn giao thông ở đó. Và mình trực tiếp là nhập khẩu cái cụm đèn đó là ở Đài Loan. Vâng, và cũng rất là vất vả để có thể nhập khẩu được, bởi vì cái thời điểm đó là cũng không phải dễ gì mà muốn tặng là cũng phải xin phép đấy ạ. Nhập khẩu cũng phải xin phép các cái giấy phép và làm thủ tục cắt đường và để lắp được cái cụm đèn ở đó. Vâng, đó thực sự là một điều đáng quý, bởi những gì mà chúng ta làm có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội và có sức lan tỏa thì đều là những việc làm mà cần thực hiện. Và quan trọng hơn hết là điều đó lại đến từ một doanh nhân, một nữ doanh nhân đã rất thành công và có rất nhiều những khó khăn, thử thách mà cô đã vượt qua. Nhưng mà điều mà Thùy Linh mong muốn hỏi doanh nhân Lê Huyền từ đầu đến giờ đó là cái việc liên quan tới cô đã thế phát xuống tóc. Cụ thể câu chuyện đó diễn ra ra sao? Bởi vì mọi người xung quanh nhìn vào thấy khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, doanh nhân Lê Huyền có được trong tay một khối tài sản rất là lớn, hàng tỷ đô la. Và rõ ràng là cái việc kinh doanh đang thuận lợi như vậy, chắc chắn là nó sẽ còn có khả năng tiến tới hơn nữa. Nhưng mà tại sao đang ở thời điểm coi là rực rỡ nhất của sự nghiệp thì cô lại quyết định xuống tóc ạ? Thực ra thì để mà nỗ lực cố gắng trở thành một người thành đạt, đấy là một điều rất khó với mình và với nhiều người. Tuy nhiên rằng là để buông bỏ được lại còn khó hơn. Thế nên là cái điều mà mình cảm thấy đây là một cái nhân duyên rất là lớn và may mắn là vì cái mình muốn rằng là mình lan tỏa được đó, là cái tâm nguyện của mình là thực sự muốn mang tất cả những cái sự thành công này của mình chia sẻ với mọi người. Cách tốt nhất đó là chỉ có buông bỏ đó, chỉ có cách tốt nhất là buông bỏ cái bản thân của mình, cái bản ngã của mình và chia sẻ sự thành công này với mọi người. Cụ thể đó là mình giao lại nhà máy cho em trai mình và những cán bộ đó. Đó, sau đó là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho cộng đồng. Dạ vâng. Nếu như mình cứ tiếp tục ôm giữ cái khối tài sản đó và cái nhà máy và doanh nghiệp đó với công việc kinh doanh đó thì mình không có cách gì có thể lan tỏa, bởi vì trong mình vẫn còn rất là nhiều tâm huyết và tình yêu với rất nhiều người nữa trong cộng đồng và với đại chúng đấy ạ. Vâng, thì cái việc mà thế phát xuất ra đấy là để cho mình có thêm nhiều thời gian hơn, có thêm nhiều tâm huyết hơn để dành cho cộng đồng A Di Đà Phật. Tại sao không phải để tiếp tục lan tỏa chia sẻ thì chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp, cho công ty phát triển, thì khi đó tự mình mới có thể làm ra được nhiều thứ mà mình mong muốn ạ? Một người giỏi A Di Đà Phật thành công là đào tạo và chia sẻ được sự thành công của mình đến với nhiều người đó, để cùng thành công lớn hơn. Một người mà mình
ôm giữ cái điều đó ấy, mà không lan tỏa được thì thực sự đấy không phải là một sự thành công lớn thực sự đâu ạ. Đấy là quan điểm của cá nhân tôi đấy ạ. Vâng, bởi vì sao? Bởi vì là một doanh nhân thực sự thành đạt đó là khi họ không có đến công ty nhưng mà mọi người vẫn làm việc rất tốt. Vâng ạ. Thì và khi mà họ thậm chí như là tôi Thế Phát xuất ra rồi thì nhà máy vẫn đang tăng trưởng rất là tốt. Thì với quan điểm của một doanh nhân như tôi đó, thì tôi thấy rằng là đấy mới là sự thành công thực sự. Vâng, còn ngày nào mình cũng phải đến nhà máy, cũng phải quản lý những đồng tiền đó, mà đồng tiền đó mới thực sự làm đúng việc, thì đấy vẫn là ở một cái mức độ nhất định thôi ạ. Một cái thành công, có thành công, rất thành công, nhưng nó vẫn là ở mức độ nhất định. Dạ, vâng. Từ đâu mà cô lại có được hướng đi như vậy? Làm sao có thể tách mình ra khỏi guồng quay của công việc đang rất là bộn bề, dường như đã trở thành thói quen, là hơi thở hàng ngày của mình trong gần 20 năm làm công việc kinh doanh rồi? Thực tế thì trong tất cả các công việc mà tôi đã từng làm thì việc mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất đó là kinh doanh, và được mang cái thành tín của mình đó, cái chân thành và cái uy tín của mình hợp tác với đối tác, và nụ cười của đối tác, sự mãn nguyện của đối tác, tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Tuy nhiên rằng đó vẫn chưa phải là điều mãn nguyện nhất. Vâng, và khi mà tôi thấy rằng là cái việc mà mình có thể giao lại tất cả các công việc kinh doanh này cho thế hệ tiếp theo tiếp quản, và mình có thể làm được những việc mà tốt hơn nữa, làm được nhiều việc rộng lớn hơn nữa, thì là ví dụ như là mình có thể đi thăm những em bé trong những chương trình như là Kết Nối Yêu Thương chẳng hạn, mình sẽ làm được nhiều hơn. Và mục đích của tôi là vẫn muốn làm nhiều điều hơn nữa, mang lại nhiều yêu thương hơn nữa cho mọi người và cho cộng đồng. Người ta vẫn thường nói khi có một cái sự thay đổi gọi là một bước ngoặt khác hẳn trong cuộc đời của chúng ta thì rất có thể là nó sẽ đến từ một cú sốc tâm lý nào đó khiến cho bản thân của mình chợt nhận ra và chợt thay đổi. Điều đó có đúng với doanh nhân Lê Huyền hay không? Thực tế thì bản thân tôi khi mà ở trên con đường thành công á, thì bao giờ cũng hướng tới đó là các cái bộ sưu tập đồ hiệu. Vâng. Và các cái nơi tham quan du lịch. Tuy nhiên cái mơ ước của tôi đó là được tu Phật. Tôi rất mong muốn được an lạc, mà cái tình yêu thương của mình được lan tỏa, được chia sẻ, được gửi gắm đến cộng đồng, đến mọi người. Mơ ước đó được ấp ủ từ thời điểm nào vậy? Từ còn rất nhỏ ạ. Bản thân thì tôi cũng rất là thích đi chùa, và tôi cảm thấy rằng là chiếc áo tu sĩ đó thực sự là rất là an lạc. Thực ra thì tôi cũng đã sở hữu rất là nhiều những bộ đồ hiệu. Tuy nhiên nó khiến cho tôi cảm thấy rằng nó vẫn mang tính rất là gượng gạo. Cảm giác như là chưa hẳn là chính mình. Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với đạo Phật ngay từ khi còn nhỏ mà có thể được tiếp cận với những đạo lý của Phật từ sớm vậy? Bản thân gia đình của tôi thì cũng là một gia đình không có tôn giáo, là chỉ là thờ đạo gia tiên thôi ạ. Tuy nhiên là cái may mắn của tôi là nhà cũng rất gần chùa, và thường thì đến mùa hội chùa đấy là tôi cũng theo các bạn đó, và các anh chị trong gia đình là đến chùa thôi. Và khi nghe thấy tiếng chuông chùa và nhìn được chiêm bái các quý sư hành lễ, vâng, thì tôi cảm thấy rằng là đó là một cái điều rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và từ đó là cái hình ảnh đó là cứ ở trong tôi. Mặc dù là gia đình cũng rất là bình thường thôi, nhưng tôi vẫn mơ ước là mình sẽ trở thành một người giàu có và tỷ phú, và có thể là có thể đi tu như vậy, để được an lạc như vậy. Và đó chính là mục đích từ rất nhỏ của tôi. Dạ vâng. Vậy là cuối cùng mình đã thực hiện được mơ ước, dạ, mong muốn của mình từ ngày nhỏ. Dạ. Nhưng mà ở thời điểm mà thực hiện được điều đó thì sẽ có rất là nhiều những người thân xung quanh, như là gia đình chẳng hạn, thì mọi người có cảm thấy sốc hay là có ai không muốn chị thực hiện cái điều đó không? Dạ có ạ, vâng. Đặc biệt là bố mẹ của tôi và em trai tôi là những người mà kỳ vọng của tôi rất là nhiều, bởi vì tôi gần như là một cái trụ cột chính trong gia đình về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Tuy nhiên rằng là khi mà tôi quyết định như vậy thì mọi người rất là tôn trọng, và họ luôn hy vọng là một ngày nào đó tôi có thể hoàn tục để trở về với họ. Họ vì họ rất lo lắng là đi tu xuất gia là mất con đấy, là mất người thân. Vâng, thế nhưng mà dần dần thì cái quan điểm đó của gia đình cũng đã nguôi ngoai dần, và thậm chí là bây giờ là tự hào ạ. Cụ thể là chị đã phải thuyết phục mọi người ra sao để biến từ sự lo lắng, phản đối và bây giờ là tự hào và ủng hộ như vậy?
Điều đầu tiên đó là phải để cho gia đình mình hiểu, người thân của mình hiểu được rằng xuất gia là một việc rất tốt, rất an lạc. Đầu tiên là về sức khỏe, để họ nhìn thấy là mình rất khỏe. Thứ hai là mình sống rất vui, rất hạnh phúc, là được là chính mình. Thì từ những việc như vậy, và thì họ dần dần là họ sẽ cảm thấy là ô, ăn chay rất là tốt chẳng hạn. Đó, và buông bỏ là một điều rất là tốt. Đó, thì tất cả những điều đó thì dần dần họ cảm thấy đấy là tốt thì họ sẽ theo thôi ạ. Và họ sẽ trân trọng và họ sẽ bảo vệ cái điều đó ạ. Dạ vâng. Quãng thời gian đó kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Phải mất đến gần một năm đấy ạ. Vâng, gần một năm, vâng. Thậm chí là ngay đầu khi mà mình xuất gia đó, thế phát là em trai của mình là tổng giám đốc nhà máy đá quốc tế Thủy Nguyên hiện giờ, thì còn khóc ạ. Vâng, thế nhưng bây giờ thì gọi sư phụ ơi, sư phụ, con không có cần sư phụ phải hoàn tục về đâu. Sư phụ cứ chỉ đạo với cái cương vị của một vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Và tất cả các việc thì khi mà doanh nhân Lê Anh Quang là em trai mình mà cần tư vấn hay bất cứ một việc gì là mình có mặt ngay để mà giúp hỗ trợ cho nhà máy có những định hướng, nhất là trong cái đợt dịch vừa rồi. Đó là nhà máy vẫn phát triển rất là tốt và tiếp tục xây nhà máy giai đoạn 2. Vâng, đấy là những cái điều mà mọi người cảm thấy là à, thì ra xuất gia là làm việc tốt hơn, vâng, có hiệu quả hơn và xử lý công việc tình huống là tốt hơn rất là nhiều. Thì từ trong cái thực tế đó là mọi người rất là trân trọng, vâng, và rất là ủng hộ ạ. À, sau khi cô chính thức tu tập thì những thành viên trong gia đình của mình như là con cái, như là chồng này, dạ, thì mọi thứ có thay đổi nhiều không ạ? Cũng như bao nhiêu người xuất gia khác thì trong nhà chùa gọi là cắt ái từ thân, bởi vì mình để thực hiện được cái ao ước của mình thì đương nhiên là mình phải chia tay đối với lại người chồng của mình đó, trong một cái thỏa thuận rất là gọi là thuận tình đấy ạ. Vâng, là bởi vì là khi mà chúng ta là những người mà cũng rất là hiểu nhau rồi đấy, đã khi mà trong gia đình đấy ạ, và ai cũng trân trọng cái quyết định của mình và của đối phương đấy, thì đối với gia đình với chồng thì mình có quyết định ly hôn, vâng, và chia tay, và bây giờ là những người bạn, vâng, có thể là giúp đỡ chia sẻ về như những người bạn bình thường. Vâng, thế còn đối với chú đấy bây giờ cũng như là một Phật tử thôi ạ. Vâng, thế còn đối với mình có ba đứa con trước khi xuất gia, ba nhóc thì đều đang đi học ở trường phim, và được mình gửi lại cho em trai mình là Lê Anh Quang, là người có đầy đủ khả năng về phương tiện cũng như là trí tuệ, tình cảm cũng như là về vật chất đó, cũng như là kiến thức để có thể nuôi dạy ba nhỏ. Vâng, tuy nhiên rằng là cũng rất là may mắn và nhân duyên rất là lớn là ba tiểu lại cũng cùng được thế phát gieo duyên và cũng để đầu trống như mình này. Vâng. Và vâng, và cũng ăn chay trường và cũng sinh hoạt tại tịnh thất như là những chú tiểu theo đúng như là nhà chùa đấy ạ. Vâng, vâng. Thì và các con đều rất mong muốn được xuất gia. Thế nên là đây là một cái điều mà mình cảm thấy thực sự rất là may mắn. Vâng. Được biết là ở thời điểm trước khi cô chính thức xuống tóc, cô có làm những câu thơ để lưu lại trong khoảng thời gian đó. Dạ. Cô có thể chia sẻ với khán giả của Bước Ngoặt Cuộc Đời. Dạ, về cá nhân mình ấy, thì đúng là một doanh nhân nhưng mà lại rất là yêu thơ và rất là hay chiêm nghiệm trong cuộc sống. Và đặc biệt là trước khi xin được thầy tổ đồng ý cho thế phát xuất gia thì mình có một cái tâm niệm, đó là làm ra một bài thơ, vâng, là quay đầu là bờ. Vâng, thì thực tế là vì đây là cái cảm nhận thực tế trong quá trình làm doanh nghiệp của mình. Vâng. Thì mình cũng xin chia sẻ với quý khán giả là mình xin được đọc bài thơ Quay đầu là bờ. Con đang đi chợt giật mình nhìn lại, cuối con đường dẫn con đến nơi đâu, con thuận lưu theo dòng đời đi mãi, sáu nẻo luân hồi với vô minh. Con ngoảnh đầu nhìn lại, cảm nhận về mình và cảm nhận thế gian, trong tự tính không kia vẫn còn đó, khoảnh khắc quay đầu là bờ ấy vẫn khắc sâu hai chữ đạo màu. Con xin quay đầu đi ngược lại với dòng đời. Vâng. Và dẫu biết là hồng trần lắm cảnh đẹp hoa thơm, nhưng con nguyện theo người về cực lạc, buông bỏ vạn duyên, buông bỏ chính con.
Dạ. Vâng. Cảm ơn cô, những câu thơ rất là ý nghĩa. Và lắng nghe những câu thơ đó thì Thùy Linh và khán giả truyền hình lại càng hiểu hơn những mong muốn, những khát khao cháy bỏng của cô khi được giác ngộ đạo Phật, và giờ đây cô đã thực hiện được mong muốn đó của mình. Cô thấy cuộc sống xung quanh mình, từ con người, từ công việc, mọi thứ có những điểm gì thay đổi ạ? Khi mà khoác trên mình chiếc áo tu sĩ, điều đầu tiên đó là mình cảm thấy rằng mình là người rất hạnh phúc và rất may mắn, rất mãn nguyện. Và những thay đổi xung quanh mình hầu như là rất nhiều. Cái cách mình nhìn mọi người yêu thương hơn, an lạc hơn. Đó. Trong nhà Phật gọi là con mắt thanh mục đó. Nhìn thấy mọi người, nhìn đâu cũng thấy mọi người rất là đẹp, rất là đáng yêu và rất đáng trân trọng và rất đáng để học hỏi. Vâng, ví dụ như là người hơn mình á, là thầy mình, là mình học. Người nào cũng có điểm hơn mình ạ, vâng. Và người nào cũng sẽ có điểm kém mình. Vậy nơi chỗ mà kém mình đó là mình phải giúp họ, là mình phải thương để hỗ trợ họ. Vậy thì nhà Phật gọi là kính ái. Vậy ai thì cũng là người để mình đáng kính ái. Vâng, đấy, đáng để mình trân trọng và đáng để mình yêu thương. Có những cái gì nó thay đổi hẳn so với trước đây không? Ví dụ như là quỹ thời gian trước đó thì đa phần sẽ là dành cho công việc này. Vậy thì bây giờ cuộc sống của doanh nhân Lê Huyền thế nào? Dạ, cuộc sống hiện tại của mình hiện tại rất là an lạc. Việc đầu tiên đó là dành rất nhiều thời gian cho việc lên thời khóa. Đó là trong nhà Phật gọi là công phu đó. Thứ hai là làm công quả, tức là các công việc Phật sự. Vâng, của nhà chùa. Và việc thứ ba là công trình, lại công phu, công quả, công trình. Trong ba công đấy là thành công đức. Một người tu hành là cần phải có công đức ạ. Thì công trình là gì? Là mình xây tam bảo chẳng hạn này. Đó cũng là công trình. Và mình đi làm các công việc từ thiện này, rồi là chia sẻ pháp thoại đó. Thì đấy đều là các cái công trình mà người tu hành nên làm. Thì cái thời gian trước đây để dành cho việc kinh doanh, nghe điện thoại hay là các chuyến công tác dài ngày thì bây giờ sẽ đổi lại là sẽ là lên thời khóa và sẽ là thực hiện các cái việc làm lao động ở trong chùa cùng với các sư huynh đệ, dạ vâng, và chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử. Và đặc biệt là mình lại có một ngày thứ bảy hàng tuần tại tịnh thất của mình, là A Di Đà Phật, là nhà riêng của mình, là cũng được mình cúng dường, gọi là cải gia vi tự đấy ạ, vào ngôi chùa An Biên để cúng dường tam bảo đấy ạ, để làm một ngôi tịnh thất để vân tập tất cả những người bạn, là mình chỉ dành cái quỹ thời gian một ngày thứ bảy thôi, tất cả những người bạn doanh nhân ngày xưa và mới nữa, cùng nhau vân tập chia sẻ pháp thoại, cùng nhau ngồi trà đạo, cùng nhau chia sẻ các cái kinh nghiệm trong cuộc sống và cũng như trong công việc để cho công việc phát triển tốt hơn. Thì cái thời lượng mình chỉ dành ngày thứ bảy thôi ạ. Thế còn cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh, cô có thấy điều đó có thay đổi với bản thân mình không? Thực ra thì đối với người xuất gia thì vạn sự tùy duyên. Dạ. Tuy nhiên rằng nhà Phật lại cũng dạy là phải rốt ráo. Vâng, chỉ có rốt ráo thì mới có thể viên mãn ạ. Đối với các cái công việc thì mình vẫn phải thực hiện để đi vào nền nếp đó. Tức là thứ lớp đấy, các công việc vẫn phải làm. Tuy nhiên rằng là mình chuyển hướng sang một cách nhẹ nhàng hơn. Chính vì cái thông điệp mà mình chuyển nhẹ nhàng hơn thì mình lại cảm thấy là mọi người làm việc lại hiệu quả cao hơn. Cụ thể là thế nào hả cô? Ví dụ như là đối với Tổng Giám đốc nhà máy Lê Anh Quang bây giờ, thì trước đây là mình sẽ trong vòng một ngày em phải hoàn thành việc này. Vâng. Đó. Nếu không hoàn thành, viết đơn từ chức. Nhưng mà bây giờ thì không thế nữa ạ. Em có quyền lựa chọn không làm. Và người chịu thiệt thòi nhất sẽ là em. Nhưng nếu em làm tốt, thì người có lợi đầu tiên là em, không phải là chị. Vậy nên khi mà Lê Anh Quang nghe được như vậy, thì sẽ tự biết làm tốt hơn. Bởi vì Tiểu Quang sẽ hiểu được rằng, bây giờ là Tiểu Quang đấy ạ, sẽ hiểu được rằng thì ra là việc này là làm cho mình, có lợi cho mình, sau đó là có lợi cho mọi người. Thầy Tiểu Tạng là chỉ có được một phần rất là nhỏ ở trong này thôi. Vì thế khi người ta ý thức được việc này là tốt cho họ thì họ sẽ làm hiệu quả hơn. Và điều quan trọng nhất là mình phải truyền đạt được cái thông tin để cho người ta hiểu rằng cái lợi đó là của họ.
thay vì mình khiến cho mọi người cảm thấy là làm một việc là ép buộc, dạ, thì làm sao để cho họ hiểu là đó là mong muốn, đó là thứ mà mình cần làm là vì mình đầu tiên, đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng, rất là nhiều người nghĩ rằng việc xuống tóc có nghĩa là vào chùa, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay và thọ giới. Còn việc cô thì sao? Việc mà thế pháp xuất gia để trở thành một tu sĩ thì việc tụng kinh, niệm Phật, thời khóa, trì giới và tất cả những điều đó là ăn chay là điều đương nhiên. Mình cũng vậy, mình cũng vẫn sẽ phải làm những việc như vậy đấy ạ, vẫn phải thực hiện đúng như vậy và phải nhiều hơn nữa. Vâng, đó là sẽ phải trong 6 thời khóa, ví dụ mình không bận các việc Phật sự khác thì đủ được 6 thời khóa là tốt nhất. Nếu không đủ được thì phải tùy hỷ khất thời và sám hối. Và nếu như trong trường hợp mà sau đủ 6 thời khóa vẫn còn thời gian thì mình sẽ dành thời gian đó để cùng chia sẻ pháp thoại và vẫn phải quan tâm đến công việc kinh doanh để có được cái lượng tài bảo nhất định để ổn định cuộc sống của chính mình và của nhiều người khác nữa đang trông đợi ở mình. Đó, vì thế mà mình vẫn sẽ tiếp tục làm kinh doanh ở trong những cái thời lượng mà đúng ra một người tu sĩ có thể được nghỉ ngơi. Đó, tuy nhiên rằng là mình thì lại là một doanh nhân đi tu và vẫn phải duy trì các công việc kinh doanh. Vì thế cái thời lượng nghỉ ngơi đó thì mình sẽ dành để tiếp tục cho công việc kinh doanh để mang lại thật nhiều tài bảo để có thể giúp được mình và giúp được mọi người ạ. Vâng. Làm thế nào để tâm trí của mình được phân định một cách rõ ràng, không để công việc kinh doanh cũng như là những áp lực trong công việc kinh doanh làm ảnh hưởng tới bản thân của mình ạ? Như cá nhân mình đó, cá nhân tôi là đã trải qua 18 năm thăng trầm và cũng trải qua rất nhiều những cái công việc thành có, bại có. Thì cái việc để mà thực sự buông bỏ để mà lên một thời khóa, đấy là một niềm vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện. Đây là một điều mơ ước, vì thế mà không có lý do gì mà lại không tập trung ạ. Không có lý do gì mà lại phải nghĩ đến công việc kinh doanh trong cái thời khóa đó. Đi tu á, là cái việc tập trung vào thời khóa và niệm Phật là điều chính yếu. Còn việc kinh doanh để có tài bảo, có phương tiện để mình giúp mình và giúp người đó, nó là thứ yếu thôi ạ. Dạ vâng. Vâng. Vì mình xác định được điều đó mà. Mình xác định rất rõ điều đó. Thế nên là ở đây không có cái gì gọi là hy sinh hay buông bỏ cả. Mà nó là một niềm hạnh phúc thực sự tuyệt vời. Từ khi thế pháp đến thời điểm này cũng đã được 2 năm, cuộc sống của doanh nhân Lê Huyền đã có nhiều thay đổi. Những người thân, bạn bè, nhân viên đã dần quen với hình ảnh một Lê Huyền thế pháp, chuyên tâm, cần mẫn tuân theo giới luật, thời khóa của nhà chùa và một nữ tướng Lê Huyền mạnh mẽ, quyết đoán trên thương trường, đưa ra những quyết định lạ, độc và chuẩn cùng song hành trong cuộc sống. Tôi được quy y đi tu, tu nhân, học Phật thì mới cảm thấy là Đức Phật từ bi biết bao, độ lượng biết bao, Ngài Quan Thế Âm hạnh của chư quý Ngài là rộng lớn biết bao. Thế nhưng mà khi mà tôi thế pháp xuất gia đi tu, tu nhân học Phật thì tôi đã giao lại và tôi thấy giao lại cho em trai của mình. Tôi là người quyết định lớn hơn và đến khi mà tôi quyết định là đi tu thì tôi đã giao lại và rất may mắn và cũng vô cùng là Phật pháp nhiệm màu là nhà máy lại phát triển lên tầm quốc tế một cách nhanh nhất và đây là một cái điều rất là nhiệm màu và rất là nhiệm màu và lại chăm sóc được nhiều công nhân viên hơn và mang lại cái lợi ích cho khách hàng lớn hơn. Doanh nhân Lê Huyền quy y tại chùa An Biên hay còn gọi là chùa Vèn là một trong 4 thánh tích cổ nhất và sớm nhất của trang An Biên xưa, nay là thành phố Hải Phòng. Chùa An Biên hiện nay do Thượng tọa Thích Tục Bách trụ trì, được thiết kế xây dựng lại khang trang, tố hảo, thu hút nhiều tín đồ Phật tử đến dâng hương lễ Phật. Ngôi chùa cổ có lịch sử 2.000 năm tuổi, nằm ở phố Tô Hiệu này, hiện là chốn đi về thứ hai và là nơi cô tu tập ngoài thời gian ở công ty và tịnh thất của mình. Là sinh hoạt qua cái việc Phật sự của chùa này cơ mà vẫn tham gia của công ty, điều hành công ty, nhưng không bao giờ sao nhãng. Đấy, người thì nhỏ bé đấy, nhưng mà có một cái quyết liệt và có cái công việc là rất là quyết đoán, dẻo dai. Đấy, không có thể là vì một lý do gì
có thể làm mất đi cái chí nguyện xuất gia của cô đó. Nên là tôi ban cho cô cái pháp danh là Liên Hoa Pháp Tạng. Hình ảnh một người xuống tóc vẫn làm doanh nghiệp đã làm nên một doanh nhân Lê Huyền đặc biệt ngày hôm nay. Với cô, xuống tóc là để phát triển, thành đạt, tu trên con đường kinh tế. Cô có một niềm tin sâu sắc vào sự nhiệm màu của Phật Pháp và cũng mong muốn lan tỏa được tình yêu, niềm hạnh phúc khi đến với Phật Pháp, với tất cả mọi người, bằng tất cả sức lực của mình. Giống như một bông hoa sen trên đá, tỏa hương thơm làm đẹp cho đời, dù bão gió mưa xa. Cô nhắc tới nhiều từ đầu chương trình tới giờ với cái tâm huyết, với cái mong muốn đó là sự buông bỏ ạ. Dạ. Cụ thể ở đây là cô đã buông bỏ được những điều gì trong cuộc sống của mình? Cái điều đầu tiên đó là buông là gì? Tham, sân và si. Vâng. Đó. Cụ thể hơn nữa là buông cái sắc. Đó. Ngũ dục tức là cái sắc, danh, lợi, thực và thùy. Thì mình bỏ được cái tóc này. Đó. Bỏ được những bộ đồ hiệu và những cái chiếc đồng hồ. À, mỗi một buổi sáng là mình hay có thói quen chẳng hạn là lên dây đồng hồ và nghe nó, nghe cái chuông đồng, cái tách 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 của đồng hồ. Đấy là cái thói quen. Và khi bỏ được những điều đó thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Đó, thứ hai nữa là đấy là buông bỏ đấy, buông bỏ đồ hiệu này, buông bỏ những buổi tiệc nhậu này, tiếp khách là cũng buông bỏ được. Và khi mà mình buông bỏ như vậy thì những đối tác mà hay nhậu là người ta cũng không có mời mình nữa, mà chỉ còn lại những đối tác thuần túy mang tính chất là kinh doanh rất là lành mạnh. Lợi tức là mình cũng không quá quan trọng cái lợi ích, mà cứ mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho mọi người là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình có thể làm cái hợp đồng nó không cần phải lãi quá nhiều, nó có thể đủ duy trì kinh doanh của doanh nghiệp. Đó, thì là mình sẽ bớt cái lợi nhuận đi. Tuy nhiên rằng là cái đơn hàng nó có thể sẽ nhiều hơn và đối tác họ sẽ tri ân mình rất là nhiều. Như trước đây là mình phải căn ke trong hợp đồng quy định rất rõ nữa. Thì đấy là cái lợi. Cái danh là ví dụ như trước đây phải là chủ tịch hội đồng quản trị, phải là tổng giám đốc của nhà máy đá chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì là một nhân viên cũng được, không quan trọng. Quan trọng là mình là người có thể giúp được cho nhà máy phát triển, để cho nhiều công nhân, cán bộ có được công ăn việc làm và có cuộc sống ổn định. Thì đấy là buông cái danh. Cái thực là trước đây là mình cũng có thể có các buổi nhậu thì ăn mặn đó. Nhưng bây giờ là mình hoàn toàn ăn thuần chay và ngày chỉ ăn có một bữa thôi. Thì đấy là cái thực là mình buông bỏ bớt đi. Là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Đã sức khỏe là tốt lên rất là nhiều. Vâng, thậm chí là nhiều người còn nói là trẻ ra rất là nhiều so với trước đây. Vâng, ngủ ít hơn đó và ngủ đúng thời hơn và cảm thấy là giấc ngủ ngon và sâu hơn. Thì khi mà cách thời gian mà mình dậy sớm để thời khóa đó, thì sau đó là mình có thời gian để uống trà, nghe pháp và đọc sách và thậm chí là lao động, quét sân chùa chẳng hạn. Thì tất cả những việc đó là mình cảm thấy đấy là những cái sự buông bỏ. Vâng. Vâng. Cái việc mà doanh nhân Lê Huyền trẻ, đẹp hơn, nụ cười và ánh mắt đều cảm thấy mãn nguyện và tươi sáng hơn. Cái này là Thùy Linh được chứng thực từ rất là nhiều các anh chị em ở chương trình. Và nhìn vẻ đẹp của doanh nhân Lê Huyền lúc này, chúng tôi cũng cảm thấy rất mừng cho cô. Bởi nhìn thấy ở đó sự viên mãn, sự hạnh phúc khi mà cô đã tìm được cái mong mỏi, cái mơ ước trong cuộc sống của mình, tìm được hướng đi mà cô đã thực sự cảm thấy phù hợp sau rất là nhiều năm ở trên thương trường. Tới thời điểm này, lời dân nào của Đức Phật được cô lấy làm phương châm cho cuộc sống cũng như là công việc kinh doanh? Dạ, thực tế thì 14 điều dân của Phật thì tôi đều rất là tâm đắc. Tuy nhiên rằng nếu phải chọn và được chọn một điều thì tôi sẽ chọn điều dân là tài sản lớn nhất của đời người đó là sức khỏe và trí tuệ. Tất cả mọi thứ bạn có thể không có, nhưng bạn nhất định phải có sức khỏe và nhất định phải có trí tuệ. Bởi vì nếu không có trí tuệ, mọi việc bạn làm rất có thể sẽ là một hướng đi sai lầm mà bạn lại cứ nghĩ đấy là đúng. Một điều nữa mà Thùy Linh thấy rất hay đó là doanh nhân Lê Huyền không chỉ thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của mình, tìm được gọi là bản ngã,
tìm được những cái mong muốn thực sự và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, mà chị còn chia sẻ và còn lan tỏa điều đó với những người xung quanh, cụ thể là những người thân trong gia đình của mình này, với những nhân viên trong công ty của mình này. Có cách nào để chị có thể thuyết phục được họ hay không? Bởi vì rõ ràng thay đổi một thói quen là điều không dễ dàng một chút nào cả. Điều đầu tiên ấy, mình muốn mọi người thay đổi thì mình phải thay đổi trước ạ. Vâng. Và mình thay đổi theo chiều hướng tốt và tích cực thực sự. Và từ đó mọi người sẽ nhìn thấy đó và tự họ cũng đã có một phần thay đổi đã. Sau đó thì mình sẽ chia sẻ nhiều và cố gắng tích cực chia sẻ, lan tỏa. Thì họ sẽ nhận ra thôi ạ. Vâng, mình nói một lần họ chưa nhận ra thì hai lần, ba lần với trải nghiệm thực tế. Bởi vì những người thân ở xung quanh mình là họ cùng mình lớn lên từ nhỏ, thậm chí như cha mẹ mình là người sinh mình ra, là người hiểu rất rõ về mình, mà họ thấy mình thay đổi mà tốt lên rất nhiều thì đương nhiên là họ sẽ theo ạ. Tự con người đó là họ có một cái phản xạ bản năng rất là tốt, khi họ thấy tốt là họ nhất định sẽ theo đó. Chỉ cần mình tốt thôi, mình tốt thật, tốt lên thì họ cũng sẽ có một cái phản xạ là sẽ học theo. Đúng. Ví dụ như là mình giảm cân và có sức khỏe rất tốt đó, thì mẹ đẻ của mình đó là cũng sẽ tự giảm cân. Mà trước đây đấy là một điều rất là khó. Ví dụ là như vậy, đấy là những thay đổi. Vâng, trước đây thì chúng ta mải mê chạy theo những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tốt cho cuộc sống của chúng ta, như là kiếm thật là nhiều tiền này, hy sinh thời gian riêng của bản thân để cho công việc kinh doanh đó. Nhưng mà thực tâm khi mà nhìn lại thì có thể thấy rằng những gì mà chúng ta có được thì đó có thể là tài sản, đó có thể là những điều mọi người cảm thấy rất là mơ ước. Nhưng mà thật tâm của chúng ta thì chưa thực sự cảm thấy là thanh tịnh, chưa thực sự cảm thấy đó là niềm vui và cảm thấy đó là hạnh phúc. Và giờ đây, doanh nhân Lê Huyền cô đã tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời của mình ạ. Và nhìn lại tất cả những điều mà mình đã trải qua, cả thăng cả trầm, thì để có thể đúc rút lại đâu là chìa khóa thành công cho cuộc đời, thì cô sẽ nói đó là gì? Đó là sự chân thành và uy tín. Vâng. Để mà một người như chúng ta có thể thành công được, điều đầu tiên chúng ta phải có cái sự chân thành. Và chúng ta phải giữ cái uy tín, phải hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ được giao và tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa và tích cực hơn nữa để làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Vâng. Với những bạn trẻ thì sao? Những bạn trẻ đang ở lứa tuổi mong muốn khẳng định mình này, mong muốn tạo dựng cho mình những cái nền tảng thật là vững chắc. Vì thế họ có thể sẽ vội vã hy sinh thời gian riêng của bản thân để chạy theo công việc chẳng hạn, chạy theo những thứ đôi khi là gọi là hình thức một chút, bởi vì các bạn nghĩ đó là đúng. Vậy cô có lời khuyên gì cho những bạn trẻ bây giờ không? Dạ. Đối với về việc mà mình muốn trở thành một người thành công, điều đầu tiên đó là mình phải có ước mơ. Đó, mình phải có xác định cái mục tiêu và cái ước mơ rất rõ ràng. Và khi mình có được mục tiêu và ước mơ đó thì mình phải rất nỗ lực cố gắng để biến cái ước mơ đó trở thành hiện thực. Và khi mà để mà biết được cái ước mơ đó của mình là đúng hay không á, thì phải nhìn vào những người thành công đi trước để mà học hỏi từ những sự thất bại của họ và cũng như thành công của họ, để rút ra bài học cho chính mình, để biết rằng cái ước mơ của mình, khẳng định cái ước mơ của mình đã đúng chưa, đã con đường mình chọn đã đúng chưa. Và khi mình khẳng định là nó đúng rồi đó, thì mình phải thật nỗ lực cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực thì mình sẽ trở thành người thành công. Dạ vâng. Vâng ạ. Và từ lúc này khi thời lượng của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời không còn nhiều, nhưng mà thực sự là Thùy Linh và rất là nhiều quý vị khán giả chắc hẳn cũng đã tìm ra được cho mình rất nhiều những chân lý để có thể áp dụng vào cuộc sống, áp dụng vào công việc của mình, và quan trọng hơn hết để làm sao cho bản thân mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và có thể lan tỏa những năng lượng tích cực đó tới những người xung quanh ạ. Một câu hỏi cuối cùng là ở thời điểm này, cái mong muốn lớn nhất của cô cho thời gian tới là gì? Cái mong muốn lớn nhất của bản thân tôi trong thời gian tới đó là tinh tiến tu trì, đấy, làm tốt nhiệm vụ của một người con của Như Lai, là một người tu sĩ phải giữ được thanh quy và giới luật. Mục tiêu lớn nhất là như vậy. Đấy là chính yếu, và thứ yếu đó là phấn đấu phát triển kinh doanh thật tốt, thật bền vững để tạo nhiều công ăn việc làm và nhiều cơ hội hơn cho nhiều người mà muốn thành công trên con đường kinh tế, để cùng chia sẻ, cùng lan tỏa và mang được thật nhiều tài bảo đến với lại cộng đồng và mọi người ạ.
vâng. Mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. Dạ vâng. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe và sẽ thực hiện được những mong muốn của mình ạ. Và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn doanh nhân Lê Huyền đã đến với bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay. Dạ, Di Đà Phật. Dạ vâng, xin chào và xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, và cũng xin cảm ơn quý khán giả của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời. Dạ vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị khán giả, có thể thấy mỗi nhân vật khách mời đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời đều là những người có những dấu ấn thành công riêng ở trong xã hội, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là được giác ngộ đạo Phật và tìm lại cho mình sự an lạc, niềm vui và hạnh phúc. Chúc quý vị khán giả sẽ tìm được cho mình những năng lượng tích cực và tiếp tục lan tỏa những điều đó tới những người xung quanh, để cộng đồng, xã hội của chúng ta sẽ là một cộng đồng, xã hội tốt đẹp. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị khán giả, xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng Bước Ngoặt Cuộc Đời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyên chất là hoa sen gôn. Hoa sen gôn chất lượng vàng. Bé ơi, mơ gì thế em? Mơ gì đâu? Mà sao đôi mắt em tươi cười long lanh? Bước sang mai nhà chúng ta, bên vui em ấm với nhau chân tình lâu dài. Hoa sen gôn, anh chọn khó sai. Bỏ hành cam kết đến 30 năm nha. Wow. Lớp sơn thâm màu khó phai, bao nhiêu đời mãi chở che. Hoa sen gôn tiêu chuẩn Mỹ bảo hành 30 năm. Bé ơi, ông chọn quá khôn. Lớp vàng nguyên chất là hoa sen gôn. Hoa sen gôn chất lượng vàng.